cấp trung tâm phụ giáo. Giá ra phần chia sẻ ngày hôm nay là của trai giám đốc, nhưng vì một lý do đặc biệt cho nên hôm nay cả không có hiện diện ở đây, con chỉ là bách cấp và chỉ là điền vào chỗ trống của con. Kính thưa quý cha, kính thưa quý thầy, kính thưa quý sư, kính thưa tất cả quý vị thân bằng quyến thuộc và thân hữu của đức cha Đăng Minh. Ngày hôm nay dỗ 3 năm đức cha, trong lúc đại dịch Covid này nó đang bùng phát ra nữa trở lại ở cao điểm. Ngày hôm qua con nghĩ có lẽ số người tham dự thánh lễ dỗ cầu nguyện cho đức cha Đăng Minh ngày hôm nay không đông, nhưng những người ngày hôm nay hiện diện nơi đây đến tham dự phải là những người rất thương mến đức cha và dành cho đức cha Đăng Minh một lòng kính nhớ rất đặc biệt, đến nỗi bất chấp rủi ro lây nhiễm Covid cũng vẫn sẵn sàng có mặt ở đây để tưởng nhớ và cầu nguyện cho đức cha. Bởi thế hôm nay cũng rất khó cho con nói gì về cuộc đời của đức cha Đăng Minh, là bởi vì quý vị đã biết đức cha rõ hơn con biết, quý vị đã yêu mến đức cha hơn là con yêu mến đức cha. Vậy con chỉ xin tóm tắt một số điểm về cuộc đời của ngài mà con nghĩ rằng là nhiều người biết, ai cũng biết, để có dịp nhớ đến ngài và cầu nguyện cho ngài trong ngày dỗ 3 năm hôm nay. Điểm thứ nhất con muốn chia sẻ là cái khẩu hiệu giám mục của đức cha: anh chị em không phải là người xa lạ, trích từ thơ thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô chương 2 câu 9. Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Giống như thánh Phaolô đã coi những người dân ngoài thành Ê-phê-sô là con cái trong nhà của Thiên Chúa, đức cha Đăng Minh cũng đang ở bên New Orleans. Đối với ông em cũng là sao? Đang là đức ông chánh sứ giáo sứ đức mẹ La Vang, bây giờ được mời gọi về làm giám mục tiên khởi tại Hoa Kỳ ở đại địa phận Orange này của người Việt Nam. Nghe cái title thì nó oai, thế nhưng lính là lính không, ngài là lính không quân, có tướng mà không có lính, dĩ nhiên chính ngài phải thay đổi thế nào để cho nó phù hợp với cái hoàn cảnh, để trở nên anh chị em với tất cả những người giáo dân tại Orange. Sự thay đổi đó được thể hiện trong cách sống và con người của ngài hàng ngày một cách cụ thể. Nếu chúng ta muốn tìm hiểu cuộc đời của ngài, có thể lên vào trong internet Wikipedia sẽ cho rõ nhiều cách thức. Và trên Wikipedia đã nói là trong đời sống thường ngày, giám mục Mai Thanh Lương có cách ăn mặc giản dị, ưa dùng áo len và quần kaki. Và theo thầy Chu Bình, con thiên liên của ngài cũng chia sẻ, ai có cơ duyên tiếp xúc với đức cha đều nhận thấy rằng đức cha rất giản dị và bình dân. Giản dị và bình dân đến nỗi nhiều người cho rằng ngài đã quên mình là giám mục. Khi ra ngoài, ngài thường ăn mặc rất giản dị, một quần kaki cũ, chiếc áo cũ cũng đã lỗi thời, không cổ trắng, không mũ đỏ và chỉ có thánh giá treo trong túi. Và trong giảng tế, ngài cũng rất khiêm nhường, không bao giờ xin cha với ai cả, mà ngài thường thường xin mình, rất thương thương và cụ thể. Thế thì con đã có dịp sống với ngài 5 năm tại trung tâm tôn giáo này. Từ khi ngài bắt đầu về đây thì con cũng cùng với ngài về để cộng tác với ngài. Con thấy những điều này là đúng. Ngài đã sống đúng với cái khẩu hiệu giám mục mà ngài đã chọn cho mình, nó như là một kim chỉ nam định hướng cho đời sống mục vụ của vị mục tử. Anh chị em không phải là người xa lạ.
Điều số 2, Ngài có lòng thương người. Cũng ở trên Wikipedia nói, trong giai đoạn làm giám đốc trung tâm công giáo, Ngài thường mua thức ăn sáng tại McDonald's bên kia đường cho những người vô gia cư, và thường Ngài tham gia vào công việc phân phát quần áo tặng quà cho những người nghèo trong khu vực Civic Center ở downtown của Santa Ana hoặc là ở trên downtown Los Angeles. Ngài quan tâm đến những người khó khăn và lập hội Education for the Poor, một tổ chức có mục đích hỗ trợ cho các học sinh nghèo tại Việt Nam và tại hải ngoại. Con có nghe tâm sự của ông Trần Mỹ Duyệt, một người cũng rất thân với Ngài. Thường thường trong những lúc Ngài mời đến ngồi ăn để nói chuyện với Ngài, hoặc là mời ông Duyệt đi ăn trưa với Ngài, thì ông Duyệt kể có một lần hai cha con ghé vào một cửa hàng mua thức ăn. Trong lúc bước ra khỏi cửa hàng, có một người ăn xin ngồi ở ngoài cửa với chiếc mũ chìa ra để xin tiền. Và ông Duyệt có $4 tiền lẻ vừa mới trả tiền xong, họ thối lại $4 thì rút ra $2 đưa cho người ăn xin. Ngài nhìn thấy vậy, Ngài nói ngay, sao không đưa hết cho ông ta? Rồi Ngài dùng một câu tiếng Anh để nói như vừa nhắc nhở vừa trách. You are stingy. Có nghĩa là như vậy tôi đã học được đức bác ái và lòng rộng rãi của Ngài để biết cách cư xử đối với những kẻ khốn cùng sau này. Đó là lời nhận xét của ông Duyệt. Duyệt còn bắt ở với Ngài 5 năm đây, thấy những nhận xét đó rất đúng. Có một lần có một thầy dòng tên ở Việt Nam, thầy là trợ sĩ thôi, không làm linh mục, dòng tên mua vé bay qua đây để đi thăm những người thân mà chính thầy muốn đi thăm họ, chứ không phải là họ mời. Cho nên khi thầy qua đây thì thấy một cái sự thật phũ phàng là những người thân mới bỏ rơi thầy, không ai muốn tiếp thầy, thấy tội lắm. Và thầy muốn mua vé máy bay để bay qua các tiểu bang khác xung quanh đây để đi một vài chỗ nữa, thì chính đức cha bỏ tiền ra giúp đỡ cho thầy tất cả mọi sự trong lúc thầy tạm trú và trên đất Hoa Kỳ này. Và theo lời kể của cha Trần Công Nghị, giám đốc là Viện Catholic, Ngài có nhận định thế này: đức cha Dominic là một có một đức tính rất chân quý của vị mục tử, là hiền lành, đơn sơ, yêu thương mọi người. Vì vậy đôi khi Ngài bị những người xấu lợi dụng. Nhưng điều này, cha Nghị đã từng sống với Ngài qua du học ở Mỹ này lâu năm trước đây. Ngài đã rất ít trả lương. Và con về sống với Ngài, con cảm thấy những nhận xét của cha Trần Công Nghị cũng rất chính xác. Rất chính xác là người Ngài, vì Ngài người là người có lòng thương người. Vì có lòng thương người cho nên cũng dễ tin. Và vì dễ tin cho nên bị những người ta lợi dụng. Có những người vì lòng thương trước mặt người đời, có lẽ Ngài bị chết thôi, trước mặt người đời có thể coi Ngài là dại. Thế nhưng sau khi mọi sự thế gian qua đi rồi, bây giờ Ngài về với Chúa, Ngài là người khôn, không dại tí nào. Những gì của thế gian trả lại thế gian, và cái lòng thương xót Ngài vẫn giữ trọn vẹn trong trái tim của Ngài, để Ngài về với Chúa và ra trình diện với Chúa bằng với tất cả một trái tim đầy lòng thương xót. Chính vì thế mà con nghĩ rằng khi chúng ta dỗ 3 năm cho Ngài, thì lời của Chúa ngày hôm nay nhắc cho chúng ta rằng phúc cho ai biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót. Điều thứ ba, con muốn chia sẻ, Ngài là con người cô đơn. Ở trên Wikipedia cũng có nhận xét này thật, con thấy hay thật. Họ nhận xét thế này: là một người di dân, giám mục lương đốt.
đôi lúc cảm thấy cô đơn và rất vui mỗi khi có khách. Thế đây con muốn sửa lại là không phải là đôi lúc đâu, mà là thường xuyên cô đơn chứ không phải đôi lúc. Bởi vì 5 năm con ở đây con biết rất rõ. Ngài là người di dân, con cũng là người di dân. Cả hai đều ở tiểu bang khác về đây làm việc, không có gia đình người đây, không có người thân ở đây, cho nên cái sự cô đơn nó dễ thôi, không? Khi mà ngài còn ở tạm trú ở trên nhà giáo xứ Queen of Angels trên Newport Beach, có một lần con lên thăm ngài, thì ngài dẫn con vào phòng ngài để ngài đãi ăn, tiếp đãi uống nước. Ngài có một cái tủ lạnh nhỏ, giống như cái tủ lạnh của các sinh viên đi ở trong dorm, bé con này. Ngài mở tủ ra, ngài lấy một cái dĩa bánh cuốn mà ngài thu vô được, nhất chặt đến thăm nhau đến này, đến người Việt Nam đây thu vô được một dĩa bánh cuốn, thu vô mang về để lấy ra. Và con thấy ngài thực sự cô đơn, không có những người thân bên cạnh. Thế thì khi về trung tâm tôn giáo này, con là linh mục, con cô đơn, con hiểu. Thế nhưng con thấy là giám mục lại còn cô đơn hơn là một linh mục nữa. Và cô đơn ngay giữa cái Marywood, tòa giám mục đặc biệt. Cô đơn ngay giữa cái trung tâm tôn giáo này, nơi sinh hoạt của người Việt Nam, cũng vẫn cô đơn. Chính vì điều này, chúng ta ngày hôm nay, chúng ta nhớ đến Đức Cha, chúng ta nhớ đến Đức Cha Nguyễn Thái Thành đây. Ngài cũng là giám mục kế vị Đức Cha Đa Minh. Ngài cũng là người di dân này. Ngài cũng cần sự giúp đỡ của chúng ta nhiều lắm. Điều thứ 4, tôi muốn chia sẻ lòng sùng kính với Đức Thánh Thể, Đức Mẹ Maria và các Thánh Tử Đạo của Cha Đa Minh, Đức Cha Đa Minh. Khi con về đây thì mỗi ngày thứ 6 đầu tháng có thánh lễ ban sáng thôi, chứ không có thánh lễ ban chiều. Và Ngài muốn chính Ngài đích thân dâng thêm một thánh lễ vào chiều thứ 6 đầu tháng, dù có nhiều người đi hay không có người đi, Ngài cũng dâng để sùng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Thế thì Ngài đã sáng viết ra soạn lại cái bộ chầu thánh thể và chuỗi mân côi, 7 cái mẫu chầu màu nhiệm mân côi để giúp cho các tín hữu tăng thêm lòng yêu mến biết thích thánh thể và chẳng hạn mân côi. Và đồng thời cũng tại trung tâm tôn giáo này, chiều khi về chiều, nhất là mùa đông, trời tối sớm, cô đơn buồn lại, Ngài lững thững trên lầu đi xuống, đi ra cho núi Đức Mẹ, tay cầm chặt hạt lần chuỗi mân côi, đi lại cho cá ăn, sau đó rồi Ngài lại trở về phòng của Ngài. Con thấy Ngài có một lòng yêu mến Đức Mẹ thực sự sâu xa đậm đà. Và cái sự kiện đúng là Đức Mẹ đã hướng dẫn để giúp cho Đức Cha được ứng chết lành trong bàn tay của Đức Mẹ. Và cũng giờ phút cuối, Sơ Catherine đây đã giúp cho Ngài hát cái bài hát Mẹ ơi con yêu. Yêu từ hồi của mẹ, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la. Mẹ ơi con yêu mẹ, yêu từ hồi thuở bé, giờ chết mẹ thương nhé, chết trong tình yêu mẹ. Cả hai cha con đã hát bài hát này rất sung sướng cho đến khi Ngài chìm vào trong giấc ngủ. Và sau đó chính là cái giờ Ngài đã đi. Và quả thật Ngài đã ra đi với cái câu giờ chết mẹ thương nhé, chết trong tình yêu mẹ. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Rồi lòng tôn kính các thánh tử đạo Việt Nam đây là một các xương các thánh tử đạo Việt Nam, đặc biệt là thánh Ô Qua Vinh, là bởi vì ngài thuộc dòng dõi có cái gốc gác được ghi nhận từ thời ông cụ nội, với việc nhà tổ nhà của cụ nội đã được cho là nơi phong chức bí mật cho thánh giám mục Valentin de Pero Ocovin. Kính thưa Đức Cha, kính thưa quý cha, kính thưa tất cả quý vị thân bằng kính thuộc,
nhờ lòng tôn sùng vị tích thánh thể, yêu mến được mẹ Maria và thánh tử đạo Việt Nam, đã giúp cho Đức Cha được thể hiện cái câu châm ngôn giáo mục của Ngài một cách trọn vẹn: anh em không phải là người xa lạ, đã giúp cho Ngài có được lòng thương xót đối với tất cả những ai gần gũi xung quanh cần sự giúp đỡ của Ngài, đã giúp cho Ngài vượt qua được cái nỗi cô đơn của một giám mục. Chính vì thế mà Thiên Chúa quan trọng đã lo liệu cho Ngài sau 12 năm phục vụ giáo phận, đến khi đi nghỉ hưu, và từ lúc nghỉ hưu cho đến khi Ngài ra đi chỉ có 2 năm trời thôi, ra đi trong bình an, chết trong tình yêu, trong một chết lạnh trong tay mẹ Maria. Vì Ngài đã rất kính sợ Thiên Chúa, giống như Thánh Vịnh 117 câu 8 và 9 có nói: ẩn thân bên cạnh Chúa Trời thì hơn tin cậy ở người trần gian, cậy vào thần thế vô quan chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. Vì thế mà con tin rằng ngày hôm nay dấu quan tâm của Ngài, con đã chọn cái bài phúc âm 84 phúc thật để con suy niệm về cuộc đời của Ngài, và con thấy rằng trong 8 mối phúc thật này, Ngài đã được đến 6 hay 7 mối. Thật sự, phúc cho người có tinh thần nghèo khó, Ngài sống nghèo khó. Phúc cho người hiền lành, Ngài rất hiền lành. Phúc cho Ngài người đói khát sự công chính. Phúc cho người biết xót thương. Phúc cho người có lòng trong sạch. Phúc cho người kiến tạo hòa bình. Và con nghĩ giờ này nếu được Ngài về bên Chúa, xin Ngài cũng hãy bầu cử cho tất cả chúng ta, cho giáo phận Orange, và đặc biệt cũng xin Ngài bầu cử cho Đức Cha Nguyễn Thái Thánh là người kế vị của Ngài đang hiện diện và chủ tế trong thánh lễ dỗ ba năm này. Con xin cảm ơn Đức Cha, Đức Cha luôn mãi.